Ai mà muốn Tết này kinh liên tục thì làm một nồi nghêu hấp thái siêu cay đỏ thịt đỏ ăn cho nó ngon nha. Tôi biết là mấy bà ăn nghêu hấp thái nhiều rồi, nhưng mà bữa nay thử công thức núi lửa phun trào của tôi đi. Trời ơi, ăn nó ngon xuất sắc luôn đó mấy bà ơi. Hello mọi người, chỉ biết nấu ăn đây. Cái nước này nó sẽ thiệt là đậm đà, chua ngọt, cay xé lưỡi mà thơm nồng luôn. Đầu tiên là mọi người phi thơm hành tím, tỏi băm và xả lên cho tôi nha. Tiếp tục sau đó là hai muỗng sa tế thiệt đầy, mình phi tiếp cho nó thơm nồng. Rồi hen, đổ chừng nửa chén nước vô rồi hẳn nêm nếm để không thôi nó khét. Sau đó thì cho giúp tôi nửa chén nước cốt tắc vô nha mọi người. Thích ăn chua thì cho ít nước cốt tắc thôi, còn không thích ăn chua thì cho nhiều nước cốt tắc vô. Tiếp theo là định lượng như trên màn hình, 4 muỗng đường nè, 1 muỗng nước mắm và 2 muỗng tương ớt. Đó, cái nước này mấy bà đừng có sợ đặc nha. Cho 1 ký nghêu vô rồi đợi nó nở ra là nó sẽ tự động tương nước. À mà định lượng nãy giờ tôi làm là cho 1 ký nghêu nha. Mọi người ăn nhiều hơn thì có thể nhân gia vị lên. Thành quả đây nè, một nồi nghêu đỏ cam vô cùng hấp dẫn. Cái bọt nó nhiều là do mình nấu nước cốt tắc á. Mà thường ngày Tết á mình hay ăn mấy món cay nóng khó tiêu, cho nên tôi đã chuẩn bị sẵn trong nhà mấy hộp nước thanh nhiệt của Datino. Hãng này có mấy loại bột thanh nhiệt, bột nước mát uống ngon lắm mọi người. Ngoài ra thì còn có bột cần tây vị táo rất là dễ uống luôn. Sản phẩm ở bên nhà Datino được sản xuất theo công nghệ sấy lạnh của Nhật Bản, cho nên á là giữ được tới 99% dưỡng chất và độ tươi mới đó mọi người. Bề tôi thích bột nước mát ở bên đây nè mọi người. Có các thành phần là rau bắp nè, atiso, hoa cúc, mía leo, uống vừa thơm vừa ngon mà không có bị ngọt quá. Bột cần tây vị táo thì thơm thơm, dễ uống cho những người cảm thấy khó chịu với mùi cần tây. Mà các loại nước á tôi thấy loại nào cũng ít ngọt, uống vô dễ chịu thơm thơm. Trời ơi Tết này ăn uống nhiều đạm, nhiều dầu mỡ. Thay vì uống nước ngọt, tôi thấy mình thay thế bằng các loại bột thanh nhiệt cơ thể này nó hay hơn nè. Hiện nay ở các nhà thuốc như là Long Châu tôi thấy cũng có bán sản phẩm của Datino nữa, cho nên mọi người cứ yên tâm mà sử dụng nha.